Một ông bố vì quá lo cho con gái, chỉ sợ khi con vào đại học sẽ bị thằng danh con nào đó hại đời mà quyết tâm thi đậu để học cùng con. Quả thực không biết nên gọi đây là tình yêu thương hay sự kiểm soát thái quá. Nhưng dù vậy, câu chuyện hai bố con cùng học chung lớp ở trường đại học vẫn rất thú vị. Hãy cùng tôi theo dõi nhé! Gatazo là ông bố góa vợ hiện đang sống cùng con gái Sakura. Năm nay cô con gái vàng ngọc của ông thi đại học nên ngày nào ông cũng quỳ trước bàn thờ của vợ cầu khấn. Quả là tấm lòng trời bể của ông bố gà trống nuôi con. Thấy bố lo cho mình như vậy, cô nàng mắt to rất cảm động. Sau bữa cơm, cả hai bố con cùng đến trường dò số báo danh và rất nhanh đã thấy kết quả Sakura đậu vào trường. Ông bố lập tức nhảy nhót vui mừng nhưng hơi quá lố khiến cô nàng mắt to cũng phát ngại phải nhắc ông bình tĩnh lại. Vì dù sao thì cũng là cô thi đỗ chứ có phải bố đỗ đâu mà nhảy dữ vậy. Thế nhưng Gatazo lại bảo bố còn đậu trước con, số báo danh của bố ở trên con kia kìa. Đến đây Sakura mới biết ông bố gà trống của mình cũng thi đại học và còn thi cùng trường, cùng khoa với mình luôn. Về nhà, nam chính tiếp tục khoe mẽ với hàng xóm. Nhìn tờ A4 trên tay Gatazo, bà hàng xóm mừng thay cho Sakura vì biết cô nàng đã đỗ đại học. Thế nhưng khi nghe nam chính báo tin ông cũng đỗ cùng với con gái, bà hàng xóm đã ngạc nhiên đến mức không khép được miệng. Đến lúc này nam chính mới tiết lộ bí mật, thì ra ông sợ cô con gái quý báu của mình vào học trong trường có nam sinh sẽ dễ bị hại đời. Thế nên ông quyết tâm trở thành bạn học chung lớp để giữ gìn sự trong sáng cho Sakura. Thi đỗ rồi thì đương nhiên phải nhập học. Ngày nhập học, bố con nam chính rất hòa hợp, còn chụp ảnh chung, trong khi đó bố con Hiroko lại có khoảng cách rất lớn. Trên thực tế, Gatazo là một biên kịch công việc cũng rất bận rộn nên để thi đậu đại học cùng con ông đã rất vất vả sắp xếp thời gian. Thậm chí ông bố gà trống này còn phải giấu người của nhà sản xuất phim rằng mình đang đi học vì sợ bị đuổi việc. Trên lớp, vì muốn tiện theo dõi con nên Gatazo ngồi ở cuối lớp, ông sẵn sàng để ý đến bất cứ chàng trai nào lọt nổi bật trong lớp. Mà thực ra bất cứ sinh viên nam nào trong lớp đều đáng nghi ngờ như nhau. Hành động này của nam chính đã khiến thầy giáo để ý, thấy trong điện thoại của Gatazo toàn ảnh nam sinh, thầy giáo hiểu lầm về giới tính của ông nên đã yêu cầu nói chuyện sau giờ học. Trong khi đó, cô con gái quý hóa của ông lại được anh chàng môi hồng giữ chỗ trong giờ ăn trưa và bắt đầu để ý đến anh ta. Bên này, ông bố lại rất tận hưởng cuộc sống sinh viên, vừa khám phá các hội nhóm trong trường vừa vui vẻ tham gia quay TikTok cùng Kiyosu. Thấy bố vào nhà ăn, Sakura liền giới thiệu hai người bạn mình vừa quen là Hatezama và Misaki. Mặc kệ cái nhìn lạ lẫm của các bạn con gái, nam chính liền rủ mọi người tham gia vào một số câu lạc bộ trong trường. Kết quả là Sakura cùng cô bạn tóc dài đăng ký vào câu lạc bộ quần vợt. Ông bố gà trống đương nhiên đăng ký theo con gái nên khi thấy một nam sinh áp sát người vào cô nàng mắt to để dạy cô cách cầm vợt, Gatazo lập tức nổi giận tiến tới tách hai người ra. Cuối buổi tập, anh chàng tóc xù của câu lạc bộ quần vợt dụ dỗ nữ chính giấu bố đi tham gia buổi tụ tập của sinh viên 4 trường đại học. Nhưng cô nàng mắt to lại thích đến tham quan câu lạc bộ kịch nhật của anh chàng môi hồng Hatezama hơn. Tháp tùng con gái đến đây, nam chính không hài lòng khi biết trong câu lạc bộ có tới 4 chàng trai. Ông khuyến khích con tham gia câu lạc bộ hài kịch vì ở đó toàn nữ. Nhưng anh môi hồng và trưởng câu lạc bộ kịch nhật đã cầu xin ông để con gái tham gia câu lạc bộ vì họ đang thiếu người trầm trọng. Cô bạn thân tóc dài nhanh chóng đoán được nữ chính muốn vào câu lạc bộ kịch nhật là vì thích anh chàng môi hồng. Giờ ăn trưa, nữ chính hay tin cờ rớt sẽ đến tham quan tháp nên đã về xin bố cho đi cùng đám bạn. Hiroko biết bạn thích Hatezama nên đã tạo điều kiện để cả hai có thể ở một mình với nhau. Thế nhưng khi còn lại hai người, anh môi hồng lại thú nhận rằng anh thích ông bố của nữ chính. Điều này khiến Sakura bối rối đến mức không muốn về nhà gặp bố mình. Vậy là Hiroko liền rủ nữ chính đến buổi tụ tập của sinh viên 4 trường đại học. Lần đầu tiên trốn bố đi chơi nên cô nàng mắt to khá bẽn lẽn, còn cô bạn tóc dài thì quyết chơi tới bến để tỏ ra mình sành điệu. Ở nhà, ông bố thấy đã muộn mà con gái chưa về nên bắt đầu lo lắng. Đang lúc không gọi được cho con thì anh môi hồng lại gọi tới mách lẻo rằng Sakura lén đến tiệc của sinh viên 4 trường đại học. Gatazo lập tức định vị rồi cùng anh mách lẻo đi tìm nữ chính. Quả nhiên lúc này hai cô nàng gái đú đã bị đám sinh viên hư chuốc thuốc đến mức đi không nổi. Rất may là khi hai cô bị bọn chúng lôi đi thì ông bố gà trống đã kịp thời đến nơi. Biết cứ lao vào hỗn chiến với đám sinh viên hư thì không có lợi nên nam chính đã cùng Hatezama diễn vở kịch xiên nhau để gây sự chú ý của cả bọn. Thấy một lão già quá manh động xiên que anh môi hồng ngay trong bữa tiệc nên đám sinh viên hư vội vã bỏ chạy vì sợ vạ lây. Nhờ vậy hai cô nàng gái đú đã an toàn giữ gìn được sự trong trắng. Dù rất tức giận với con gái nhưng ông bố gà trống không dám mắng mỏ con. Đã thế, anh môi hồng còn để lộ việc Gatazo dùng định vị theo dõi con gái khiến cô nàng mất mặt trước bạn bè. Trên cương vị một người bố, nam chính liền bảo tại sao lại phải xấu hổ vì việc bố yêu thương con gái mình chứ. Người khác định vị con mình là bất thường nhưng gia đình mình vốn có bình thường bao giờ đâu. Thế là cha con nhà này lại vui vẻ làm lành như chưa từng có biến cố xảy ra. Sau sự việc này, Gatazo cũng rất nhanh chóng hòa vào không khí chung của trường học. Ông còn giúp câu lạc bộ kịch nhật trở nên sôi nổi hơn rất nhiều và trở thành nhân vật được nhiều sinh viên yêu mến. Điều này làm nữ chính cảm thấy có chút lạc lõng nên cô quyết định tham gia câu lạc bộ thiên văn.
Nhưng đúng khoảnh khắc lãng mạn nhất thì anh tóc xù của câu lạc bộ Thiên Văn hoảng hồn khi nắm phải tay ông bố gà trống. Vì không có sự bảo vệ của bố nên Sakura rất nhanh đã phải lòng một chàng trai và còn đòi đi cắm trại riêng với anh ta. Lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến con gái mình nên Gatazo có hơi to tiếng liền bị đám con gái đuổi về bàn cuối. Lúc này anh chàng môi hồng vì muốn tiếp cận nam chính nên không nề hà cư xử nhiệt tình với Sakura. Bản thân cô nàng mắt to vẫn còn tình cảm với Hatezama nên không từ chối những cử chỉ ân cần của anh. Điều này khiến nam chính cho rằng đôi trẻ đang phát triển tình cảm nên đề phòng ra mặt. Trong bữa ăn trưa cả nhóm nghe nói vùng quê của anh môi hồng vừa dễ ngắm trăng sao lại còn có ma nên quyết định tới đó để cắm trại. Cản con gái không được về nhà lại nghe bà cô hàng xóm đồn đoán con gái mình đã có bạn trai khiến Gatazo rất tức giận. Ông tuyên bố sẽ không để chuyện này xảy ra với con gái mình. Dù không muốn nhưng cuối cùng nam chính vẫn phải theo đám bạn của con gái về quê anh môi hồng để dã ngoại. Đến nơi mọi người mới phát hiện ra Hatezama chính là người hâm mộ những kịch bản mà Gatazo viết. Anh môi hồng cũng trực tiếp nói rõ không phải anh yêu đàn ông mà chỉ là yêu những tác phẩm do nam chính viết mà thôi. Tin tức này khiến cả hai bố con nữ chính đều vui mừng ra mặt. Đang vui vẻ thì Hatezama lại quỳ rạp xuống cầu xin Gatazo nhận anh làm học trò. Trong khi ông bố gà trống còn chưa trả lời thì Hiroto đã tự quyết định thay cho nam chính. Nhưng ông bố này lại từ chối nhận anh môi hồng làm học trò vì ông muốn anh phải tập trung vào việc học tập và tận hưởng cuộc sống sinh viên. Sự nghiêm túc của nam chính khiến buổi săn ma của cả đám sinh viên năm nhất trở nên kịch tính hơn hẳn. Tuy nhiên chờ cả ngày mà chả thấy oan hồn nào xuất hiện nên ai về phòng người ấy để nghỉ ngơi. Khi còn lại một mình Gatazo mới bày tỏ suy nghĩ thật, ông rất bối rối khi phải đối diện với nguy cơ con gái sẽ có người yêu. Không hiểu được sự lo lắng của bố nên Sakura vẫn ngày càng tỏ ra quan tâm tới Hatezama. Thậm chí cô nàng còn nhờ đồng nghiệp của bố mời thầy cúng đến nhà anh môi hồng để đuổi ma. Biết con thích cậu bạn này nên Gatazo theo sát cô nhưng cô nàng mắt to lại chỉ muốn có thời gian riêng tư với bạn trai. Nhân lúc ông bố phải ra ngoài tâm sự tuổi hồng với thầy cúng, Hatezama đã tranh thủ bày tỏ tâm tình với nữ chính. Mất cả buổi để có được giây phút riêng tư với Sakura nhưng anh môi hồng không hề tỏ tình mà lại cầu xin cô hãy giúp mình trở thành học trò của nam chính. Trước lời cầu khẩn của cơ rớt, nữ chính đã hứa sẽ nói chuyện với bố. Bên ngoài thầy bói nhiều chuyện nhắc nhở nam chính không nên can thiệp vào chuyện tình cảm của con gái làm ông nổi khùng. Về nhà Gatazo gặng hỏi con gái xem Hatezama đã nói những gì với cô, nữ chính ngập ngừng chơi chữ rằng anh môi hồng muốn thể hiện cho ông thấy quyết tâm và sự nghiêm túc của anh. Thế là ông bố gà trống cho rằng Hatezama muốn làm con rể mình và trong đầu ông hiện ra toàn những cảnh tình tứ giữa hai đứa trẻ. Ngày hôm sau nam chính tìm gặp anh môi hồng lấp lửng nói rằng hãy thể hiện bản lĩnh đàn ông đi. Vậy là chuyện ông nói gà bà nói vịt đã lan đến người thứ ba. Hatezama lại cho rằng Gatazo muốn anh chứng minh bản lĩnh đàn ông rồi mới nhận mình làm đệ tử nên quyết định sẽ đến mảnh đất trống của trường để trồng rau. Trong suy nghĩ của ông bố gà trống thì anh chàng này định dùng nghề nông để nuôi con gái mình. Vì muốn xem quyết tâm của anh môi hồng nên nam chính tuyên bố Hatezama có thể làm và không được nhờ ai giúp. Thì ra Gatazo đã biết đó là mảnh đất cằn cỗi nên mới để anh chàng tự do cày cuốc vì chắc chắn sẽ chẳng đạt được kết quả gì. Nhưng anh môi hồng lại rất nghiêm túc với việc này. Quả nhiên trời không phụ lòng người, sau bao công cày cuốc chăm bón Hatezama cũng thấy được một vài mầm xanh nhú lên từ những luống đất cằn. Nhưng lúc này anh chàng cũng kiệt sức gục xuống, nữ chính liền cùng các bạn đưa anh đi cấp cứu. Đến lúc này Sakura mới biết việc Hatezama bán mạng để trồng rau là do bố mình yêu cầu. Cô trách móc ông vì đã ép người quá đáng chỉ vì anh môi hồng muốn nhận ông làm học trò. Nghe đến đây Gatazo nhận ra mình đã hiểu nhầm nên vào phòng bệnh thành khẩn xin lỗi. Dù vậy nam chính vẫn kiên quyết không nhận Hatezama làm học trò, điều này khiến anh môi hồng rất thất vọng. Ông bố gà trống liền động viên anh hãy vui vẻ sống với một cuộc đời bình thường vì đó mới là đỉnh cao của hạnh phúc. Vừa nghiêm túc được một phút, nam chính lập tức trở mặt nói rằng Hatezama là kẻ không bình thường vì đã khiến con gái ông phải lòng anh. Ông cũng thừa nhận bản thân không thích việc Sakura yêu anh môi hồng và hiểu nhầm rằng anh có ý muốn chinh phục con gái mình nên mới hành hạ anh bằng chuyện trồng rau. Nghe vậy cô nàng mắt to nộ khí xung thiên hét lên bố thực sự không bình thường, con ghét bố. Những lời này làm ông bố gà trống thực sự sụp đổ. Sự việc cũng nhanh chóng qua đi, Hatezama đã được xuất viện và còn hớn hở chạy đến cảm ơn nam chính. Anh cho biết mình đã tìm được sự tự tin nhờ những tác phẩm của ông và sẽ không ép ông nhận mình làm đệ tử nữa. Thế là mọi việc trở lại vui vẻ như thường, cả nhóm liền rủ nhau đi biển. Hai bố con Gatazo làm lành với nhau sau khi Sakura nói rằng cô luôn nhớ tới mẹ của mình. Để ăn mừng anh môi hồng qua cơn cuồng thần tượng, cả nhóm rủ nhau đi biển chơi. Kết thúc kỳ nghỉ bọn họ quay lại trường học cũng là lúc cuộc thi hoa khôi của trường được tổ chức. Cô bạn ham tiền Misaki quyết định đăng ký tham dự vì cuộc thi này có giải thưởng lên tới 300.000 yên. Chưa dừng lại ở đó, cô nàng còn ép nữ chính và Hiroko cùng tham dự và tuyên bố dù ai giành giải nhất thì tiền thưởng cũng phải chia ba. Vốn không hứng thú lắm với cuộc thi này nhưng Sakura vẫn tham gia để ủng hộ hai cô bạn mình. Cả bọn quyết định tham gia câu lạc bộ nhảy để rèn luyện trước khi thi nhan sắc.
nhưng đang nhảy hăng say thì Negoro, anh chàng TikTok, đã bị bắt quả tang khi cố trốn vào thùng giấy để quay lén các nữ sinh. Thì ra anh cho rằng nếu quay Hiroko nóng bỏng nhảy nhót thì sẽ có nhiều người xem clip nên mới đánh liều. Anh TikTok còn nhân cơ hội gạ cô bạn nóng bỏng làm người yêu của mình nhưng đương nhiên không được đồng ý. Về nhà, ông bố ngạc nhiên khi nghe tin con gái cùng hai cô bạn thân sẽ tham dự thi hoa khôi. Dù cả ba đã vượt qua vòng gửi xe đạp nhưng Gatazo không muốn để Sakura thi nhan sắc vì sợ cô sẽ khoe thân trước nhiều trai lạ. Để giải thoát cho nữ chính, đồng nghiệp thích ăn trực của ông bố đã thúc giục ông hoàn thành bản thảo chứ đừng bận tâm đến chuyện của con gái. Vậy là cô nàng mắt to tiếp tục tiến vào vòng thi tài năng. Trong khi các thí sinh khác nhảy múa hát hò đến lòi bản họng thì cô ả lại chỉ đem đến một hũ mơ muối. Ấy vậy mà tài năng lại được công nhận, nhưng điều vui nhất với Sakura là anh môi hồng cũng tỏ ra rất thích món mơ muối này. Trong lúc ba cô gái bận rộn thi nhan sắc thì ông bố gà trống lại cùng Negoro đi quay clip anh TikTok bị gái từ chối tình cảm. Kết quả vòng thi thứ hai đã nhanh chóng được thông báo, cả Sakura và Hiroko đều đậu, chỉ mình cô nàng ham tiền là rớt. Điều này khiến nam chính không hài lòng, ông hậm hực tuyên bố với bà cô hàng xóm rằng sẽ không để con gái mình thi thố nhảm nhí như vậy. Gatazo liền tụ tập một nhóm người tạo thành đội biểu tình chống lại cuộc thi. Ông lấy lý do thi nhan sắc là kỳ thị phụ nữ và tạo ra một sự kiện để xếp hạng họ nên quyết định phản đối. Nhưng bạn trai của Hiroko là trưởng ban tổ chức cuộc thi đã lập tức đến gây sự với nam chính. Để phân thắng bại, đôi bên thi kiến thức về một nhóm nhạc và đương nhiên Gatazo không hề thua kém. Nhưng các thành viên nữ của nhóm nhạc này lại là những cô gái từng dự thi hoa khôi. Điều này đã khiến nam chính không còn lý do để phản đối cuộc thi nữa. Vậy là cuộc thi tiếp tục được tổ chức. Trước vòng thi chung kết, Hatezama còn ân cần động viên tinh thần cho Sakura. Trong khi đó, Hiroko lại bất ngờ rút lui chỉ vì bạn trai cô không muốn cô dự cuộc thi này. Ông bố gà trống nghe vậy liền tranh thủ dụ con gái bỏ thi. Nhưng vừa được cờ rớt dỗ dành, đời nào cô ả lại muốn hủy cuộc thi chứ. Trên sân khấu đêm chung kết, Sakura hóa thân thành cô gái ngậm ống tre khiến mọi người đều bật cười. Sự đáng yêu của cô khiến Gatazo rất lo lắng vì sợ con gái sẽ đạt giải nhất và trở nên nổi tiếng. Nhưng giữa buổi thi, anh môi hồng bị Negoro dụ đi mất nên phần thể hiện tài năng của cô nàng mắt to bị anh ta làm náo loạn. Ngay trên sân khấu, anh TikTok lại tiếp tục tạo tình huống tỏ tình và bị bạn gái từ chối. Chỉ có điều nữ chính lần này đang thi hoa khôi nên tình huống này khiến cô chết lặng. Ông bố dưới khán đài rất tự tin rằng con gái sẽ từ chối nhưng không ngờ Sakura lại đưa tay ra và nhận lời làm bạn gái của Negoro. Đến nước này thì quá lắm, Gatazo hét lớn rồi lên sân khấu giải thích rằng nếu không rút lại lời đồng ý, cô sẽ thực sự trở thành bạn gái của Negoro. Nghe vậy, cô nàng mắt to hốt hoảng nói lời từ chối khiến anh chàng TikTok sốc quá ngã vật ra đất. Đến lúc này anh môi hồng mới quay lại, được biết chuyện Negoro tỏ tình và được Sakura đồng ý, anh chàng sững sờ không tin được vào tai mình. Nhưng lúc này trên sân khấu bắt đầu trao giải cuộc thi hoa khôi và người được chọn không phải là nữ chính. Vốn không thích con thi nhưng bây giờ Gatazo lại lao ra sân khấu phản đối kết quả này vì ông thấy con gái mình mới là người đẹp nhất. Ông còn kích động mọi người yêu cầu ban tổ chức chấm lại khiến MC tức giận trao giải danh dự cho Sakura. Dù không thực sự hài lòng nhưng cuối cùng nam chính vẫn chấp nhận giải thưởng này. Bên kia, Hatezama đau khổ nghĩ đến khoảnh khắc cô nàng mắt to đã đồng ý làm bạn gái của anh TikTok. Trong khi đó, đoạn clip Negoro bị Sakura từ chối đã trở thành clip triệu view. Rõ ràng cuộc thi này đã đem lại cho cả nhóm sinh viên những điều thú vị. 6 tháng sau khi dư âm của cuộc thi đã chìm, anh TikTok lại lột xác trở thành một ngôi sao được nhiều người săn đón. Hatezama cũng đã có bạn gái, điều này làm nữ chính rất chán nản. Dù không thích anh môi hồng bám lấy con gái mình nhưng nam chính vẫn ngồi giảng đạo cho anh ta rằng đừng yêu vội như thế. Nhưng người đáng lo nhất lúc này lại là anh TikTok vì anh ta đã bỏ học quá nhiều, rất có thể sẽ bị đuổi khỏi trường. Nhưng giờ đây vì đã kiếm được rất nhiều tiền và có hơn 700.000 người theo dõi nên anh chàng cũng chẳng còn thiết tha gì việc học. Thấy bạn bè người thì tự do yêu đương, người lại chăm chỉ kiếm tiền, Sakura đề nghị bố cho mình đi làm thêm nhưng đương nhiên bị từ chối. Vì không muốn con gái gặp bất trắc khi ra ngoài làm việc nên ông bố gà trống đương nhiên không chịu. Ông tự tin mình đủ tiềm lực kinh tế để lo cho con nhưng đúng lúc này anh ăn trực lại gọi tới nói rằng loạt chuyện mà ông viết sẽ không được đăng. Vậy là Gatazo đành cùng con gái đi kiếm việc làm để trang trải cuộc sống. Vì không cam tâm với việc loạt chuyện bị gạt đi, nam chính tìm đến anh ăn trực để hỏi lý do. Anh ta cho hay vì Gatazo đã không còn dành nhiều tâm huyết cho loạt chuyện nên mới như vậy. Bên này, chỗ làm của Misaki liên tục có người nghỉ nên ông bố gà trống quyết định cùng con gái đến đó xin làm thêm. Theo phân công, Sakura sẽ làm việc trong bếp còn Gatazo cùng cô nàng ham tiền chạy bàn. Nhưng ở cái tuổi đã lên chức ông ngoại được rồi, nam chính hoàn toàn không thể bắt kịp công việc. Cùng lúc đó, Negoro cũng tập trung nhiều hơn cho kênh của mình. Anh ta còn được người mẫu đề nghị cho lên clip cùng. Nhưng trên thực tế, lượng người xem trên kênh đang dần giảm sút vì trò tỏ tình thất bại đã cũ. Bên kia, ông bố gà trống đi làm và đụng ngay hai kẻ bạm trợn chuyên bắt nạt nhân viên nữ. Hai tên đầu gấu liền hăm dọa nam chính nhưng ông kiên quyết không nhượng bộ.
Hóa ra vì hai tên này quấy rối nên các nhân viên nữ của quán mới liên tục nghỉ việc. Sốc hơn nữa là đó còn là bồ cũ của Misaki. Cô nàng này từ nhỏ đã học ở trường dành cho đám cá biệt nên quen biết tên tóc bạc đó. Nhưng rồi cô chán cảnh làm con hư công dân mất dạy nên đã lột xác trở thành sinh viên đại học và chấm dứt với hắn. Chính vì vậy tên đầu bạc đã lên tận Tokyo tìm Misaki để đòi nợ tình. Biết chuyện bố con nam chính khuyên cô nàng ham tiền báo cảnh sát nhưng cô không muốn làm chuyện cạn tàu ráo máng như vậy. Thấy bạn học của con gái gặp rắc rối, Gatazo liền hứa sẽ đuổi cổ tên đầu bạc nếu hắn còn đến quán. Nhưng cả nhóm không hề biết rằng lúc này cô nàng thích nhảy nhót cũng đang gặp chuyện không hay. Hiroko vốn là người đào hoa, gặp ai cũng đem lòng yêu đương nên bị người yêu cũ của bạn trai tìm đến dằn mặt. Đã làm tiểu tam lại còn ngông nghênh nên cô nàng bị chị đại túm tóc tát tới tấp. Rất may là đúng lúc này anh môi hồng đi qua nên đã kịp thời cứu cô ả một bàn thua trông thấy. Cả hai liền tới quán mà nam chính đang làm việc để tâm sự tuổi hồng. Đến lúc này mới biết thì ra bạn trai của Hiroko đã lừa cô ả, hắn còn đang năn nỉ cô cho mình thêm cơ hội. Với tư cách là ông chú trưởng thành, Gatazo thình lình xuất hiện nói rằng không nên tin những thằng thích bắt cá hai tay. Tiện thể nam chính cũng giáo dục cả Hatezama và Hiroko về tình yêu đích thực. Thấy các bạn buồn, Sakura liền nấu tặng họ vài món ăn, ai ngờ tay nghề của cô nàng quá khá khiến cả hai sững sờ. Lúc này anh môi hồng mới tiết lộ anh đã chia tay bạn gái vì thực chất anh không hề để tâm đến cô ta. Hai kẻ thất tình vừa đi thì bạn trai cũ của Misaki lại tìm tới gây sự. Cô nàng ham tiền quyết định đối diện với tên đầu bạc để xử lý cho xong. Lấy cớ Misaki đã làm ướt quần áo của mình, tên đầu bạc lớn tiếng gây gổ với nhà hàng làm các khách khác sợ chạy mất dép. Chủ nhà hàng rất lo lắng liền đem điện thoại ra quay và sẵn sàng để gọi cảnh sát. Thế nhưng Gatazo chưa cho ông ta gọi mà đợi có tình huống thích đáng hơn. Bên kia tên đầu bạc ép Misaki phải mua đồ ăn cho hắn nên nam chính đã xuất hiện để giải vây. Thay vì đem món đắt nhất trong nhà hàng ra, ông lại đưa cho gã một cốc nước lọc để đuổi đi. Đe dọa lẫn dụ dỗ không được, tên đầu bạc liền rút một xấp tiền ra để sỉ nhục Misaki. Thấy vậy, Gatazo liền đứng ra bênh vực cô nàng ham tiền và nói một kẻ vũ phu vô học như hắn không đủ trình cưa cẩm Misaki. Nghe vậy, tên đầu bạc đột nhiên nổi điên lao tới tấn công nam chính. Thấy tình hình không ổn, Misaki tức giận lao tới tung cước đá văng tên người yêu cũ. Ăn một đòn, tên đầu bạc bỗng khúm núm như cún con năn nỉ cô nàng hám tiền hãy về quê quản lý việc kinh doanh cùng mình. Thế nhưng cô ả lại chạy tới vuốt ve Gatazo và nhận ông là bạn trai mới của mình. Cảnh này khiến tên bạn trai cũ chỉ còn biết cay đắng nhận thua và rời đi. Rắc rối đều đã giải quyết xong, sau khi nhận được tháng lương đầu tiên, Sakura đã mua cho ông bố một bộ đồ ngủ làm quà tặng. Khỏi phải nói, Gatazo đã mừng đến mức đem bộ đồ đi khắp nơi để khoe khiến cô con gái xấu hổ. Nhưng điều khiến cả hai cha con khó xử hơn nữa là Misaki bỗng lấy lý do bị bạn trai cũ làm phiền để dọn đến nhà họ ở ké. Thoáng một cái, Misaki đã ăn bám nhà Gatazo được 2 tháng. Sự xuất hiện của cô nàng ham tiền trong ngôi nhà đã khiến cuộc sống của hai bố con có nhiều thay đổi. Tuy nhiên thấy bố và bạn học của mình quá hợp nhau, Sakura lại có chút không thoải mái. Cùng lúc đó, việc nữ chính bị ông bố quản lý chặt đến mức đi học đại học cùng đã được lên TV khiến mọi người rất tò mò về cuộc sống của cô nàng. Trong khi vừa bị bạn thân cũng mất bố, Sakura lại càng thêm buồn khi thấy Hiroko và Hatezama thân thiết với nhau. Nhận thấy sự bất thường của nữ chính, cô nàng thích nhảy nhót càng bày trò trêu chọc. Hiroko liền gọi anh môi hồng ra nói chuyện trước mặt Sakura, cô nàng đề nghị anh hãy làm bạn trai của mình. Lời này vừa thốt ra đã khiến nữ chính dãy nảy như đỉa phải vôi nhưng cô kiên quyết không thừa nhận tình cảm của mình với Hatezama. Quá mệt mỏi với hai kẻ nghiện mà còn ngại, cô nàng thích nhảy nhót liền ép cả hai phải thừa nhận tình cảm của mình rồi rời đi. Chỉ còn lại hai người, anh môi hồng chủ động nhắc tới những điều mình thích ở cô nàng mắt to. Đáp lại, Sakura cũng thoải mái hơn trước mặt anh chàng, vậy là từ nay họ chính thức trở thành một đôi. Vừa chốt đơn xong, anh môi hồng liền vào lớp và không kiềm lòng được mà thông báo chuyện hẹn hò cho ông bố gà trống. Khỏi phải nói, chuyện này đã khiến Gatazo hoảng hốt tới cỡ nào. Không thể cấm cản con gái yêu đương nên ông bố gà trống này đã quyết định làm kỳ đà cản mũi khi Sakura đi hẹn hò với Hatezama. Hết chịu nổi, cô nàng mắt to quyết định yêu cầu ông bố phải rời đi nhưng Gatazo phớt lờ quyết bám đuôi con gái tới cùng. Dù đã quen biết nam chính từ lâu nhưng anh môi hồng cũng không thể chịu nổi cảnh này. Khi ấy ông bố gà trống phát hiện ra Negoro đã không đăng clip mỗi ngày nữa, ông bắt đầu lo lắng cho anh. Thế là thay vì đi hẹn hò, cả ba lại kéo nhau tới nhà anh TikTok để tìm hiểu. Sau một hồi gào thét, họ cũng vào được nhà nhưng Negoro đã biến nó thành một bãi rác. Trước mặt mọi người, anh TikTok thú nhận đang cảm thấy mất phương hướng trong việc làm clip và rất bế tắc. Giờ đây công việc ngon lành không còn nữa, cũng không thể quay lại trường học nên Negoro tính chuyện về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Nhưng nam chính lại động viên anh chàng hãy phấn chấn tinh thần rồi hãy tính tiếp chuyện về sau. Vậy là cả bọn bắt tay vào việc dọn dẹp ngôi nhà trước, vừa làm ông vừa chia sẻ kinh nghiệm cá nhân. Thì ra trước đây ông bố gà trống từng có lúc thất bại trong sự nghiệp giống như Negoro bây giờ nên ông rất hiểu và quan tâm cậu.
Dọn xong thì anh TikTok phát hiện ra đã mất phong bì 3 triệu yên, cả bọn hoảng hồn tìm lại nhưng không thấy. Tình cờ họ phát hiện ra chiếc máy quay đặt ở góc phòng vẫn đang hoạt động nên quyết định xem lại đoạn ghi hình để tìm xem họ đã để chiếc phong bì ở đâu. Điều bất ngờ là chiếc phong bì đã bị hai tên làm thuê cho Negoro nẫng đi từ hôm qua. Không chỉ vậy, chúng còn chê bai anh chàng bất tài vô dụng. Biết chuyện, cả bọn kéo đi tìm hai tên làm thuê quyết đòi lại công bằng cho anh TikTok. Theo dõi cả nửa ngày trời thì bọn chúng làm mới xuất hiện. Nam chính phân công con gái và Hatezama ở lại quay phim và chờ gọi cảnh sát, còn mình cùng Negoro bước ra nói chuyện phải trái. Nhưng hai tên kia kiên quyết không nhận, ông liền tung ra đoạn clip ghi lại bằng chứng chúng lấy trộm. Không còn cách nào khác, hai tên làm thuê đành chấp nhận trả lại tiền, nhưng chúng vẫn tiếp tục buông lời mỉa mai anh TikTok. Chúng cho rằng anh chỉ là một hiện tượng nhất thời ăn may mà nổi tiếng chứ chẳng tài cán gì. Lúc này Gatazo liền đứng ra tặng cho chúng một bài học cuộc sống. Ông cho rằng thà là một hiện tượng nhất thời nhưng có sự đầu tư làm ăn đàng hoàng thì vẫn đáng trân trọng hơn bọn rẻ rách chỉ biết ăn bám và nói xấu người khác. Bị bài học của Nam chính thức tỉnh, hai tên làm thuê bỏ chạy. Nhưng Gatazo vẫn chưa dừng lại, ông quay sang mắng anh TikTok vì bán rẻ bản thân, đắm chìm trong hào quang ảo mà bỏ phí tương lai. Lời ông bố gà trống như mặt trời chân lý chói qua tim Negoro, anh thành thật nhận lỗi với mọi người rồi mời cả bọn ở lại ăn tối. Để đãi ân nhân của mình, anh TikTok quyết định trổ tài làm thịt cá cho bữa tối. Nhìn anh ta thành thạo xử lý dao và thịt cá, mọi người cho rằng anh có thể dùng kỹ năng này làm nội dung cho những đoạn clip sắp tới. Quả nhiên đây là một hướng đi không tồi cho anh TikTok, nhưng nam chính vẫn yêu cầu anh phải đến trường chứ không chỉ tập trung làm clip. Giải quyết xong việc của Negoro, ông bố gà trống tiếp tục quay lại phá đám chuyện hẹn hò của Sakura và Hatezama. Đến tối, bố con nam chính về nhà thì phát hiện ra Misaki đã đọc hết những tác phẩm của nam chính. Cô khiêu khích ông rằng nếu còn sống thì hãy lo viết những tác phẩm tử tế để cô còn đọc tiếp. Lời này đã thức tỉnh ông bố gà trống. Ông quyết định gọi cho anh chàng thích ăn trực nói rằng mình sẽ nghiêm túc viết chuyện trở lại. Anh ta cũng tử tế hẹn ông một buổi để bàn về vấn đề này. Cuộc điện thoại vừa kết thúc cũng là lúc Misaki đẩy cửa bước vào. Cô nàng hồn nhiên chia sẻ suy nghĩ của mình về cuốn sách mà cô thích nhất. Gatazo nhận ra cô gái này rất đồng điệu với mình về cảm nhận văn học và khen ngợi cô có năng khiếu biên tập. Được ông chú đáng tuổi bố mình khen, cô nàng ham tiền lại bẽn lẽn đánh trống lảng bằng cách bắt ông ký tặng mình một cuốn sách. Toàn bộ cảnh này đều lọt vào mắt của Sakura và cô bắt đầu tưởng tượng ra cảnh cô bạn ham tiền đang muốn thay thế mẹ của mình. Ngày hôm sau, trong cuộc gặp với anh chàng thích ăn trực, Gatazo thừa nhận mình đã có lỗi khi quá mải mê quản lý con gái mà lơ là việc viết lách. Trước lời xin lỗi quá thành khẩn này, anh chàng rất đồng cảm nên đã gợi ý cho nam chính hãy viết về cuộc đời sinh viên ở tuổi trung niên của mình. Bên kia, Sakura lại cùng Hatezama hẹn hò bàn về lễ trưởng thành. Khi cả hai đang định đá lưỡi lếu lều lêu thì ông bố gà trống xuất hiện quyết định phá đám. Ông nhanh chóng lôi con gái đi thử kimono truyền thống và xúc động đến bật khóc khi thấy con trong bộ dạng xinh đẹp thế này. Trong khi bố con Sakura hào hứng với lễ trưởng thành thì Misaki lại khác hoàn toàn. Cô bày tỏ rằng cô không muốn dự lễ trưởng thành vì đây là việc bọn ngáo mới làm. Đang lúc cuộc chuyện trò trở nên hấp dẫn thì Hiroko gõ cửa với gương mặt sưng bầm. Dù cô hết sức để che giấu nhưng cuối cùng cô nàng thích nhảy nhót đành phải thú nhận cô bị bạn trai bạo hành. Cô liền đề nghị được tá túc ở nhà Gatazo trong suốt kỳ nghỉ đông và đương nhiên nam chính đồng ý. Nhưng chuyện còn chưa kết thúc, Negoro xuất hiện với bộ dáng đáng thương xin mọi người viết luận văn giúp vì anh ta đã nợ quá nhiều học phần. Vẫn cay cú vì anh TikTok từng nói lương mình làm cả đời không bằng một clip của anh ta nên Misaki lớn tiếng dọa đuổi đối phương ra ngoài. Phải đến khi anh chàng quỳ mọp trên nền đất, cả bọn mới quyết định sẽ giúp đỡ anh. Vừa xong chuyện của Negoro thì anh Môi Hồng cũng ôm hành lý tới xin ở nhờ chỉ vì Sakura đã mời anh ta tới. Vậy là nhà của nam chính biến thành nơi tụ tập họp lớp trong suốt kỳ nghỉ đông. Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong cả bọn ai đi việc nấy, chỉ còn Negoro phải ở nhà để viết luận văn. Bà cô hàng xóm vừa gặp đã mê Hatezama nhưng anh chàng lại hồn nhiên tuyên bố rằng anh là hoa đã có chậu khiến bà tuyệt vọng ngay lập tức. Đến tối cả nhà lại tụ tập ăn uống chung trong không khí rất vui vẻ và hạnh phúc. Sau bữa ăn, vì thua cuộc nên Gatazo và Hiroko phải rửa bát. Cô nàng thích nhảy nhót đã kể cho ông nghe chuyện cô từng bị một bạn nữ bạo lực học đường khi còn nhỏ. Vì thế cô đã tự cô lập mình trong suốt thời học sinh, phải đến khi lên đại học gặp nhóm bạn này cô mới cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa của tình bạn. Nghe chuyện buồn của Hiroko, nam chính động viên cô nàng vì dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, giờ chỉ cần vui vẻ là được. Trong lúc đó, Sekuta học bài cùng Negoro và được anh chàng tiết lộ chuyện anh thích Misaki. Không biết rằng mình đang bị bàn tán, cô nàng mê tiền lại cùng anh Môi Hồng tâm sự về những cuốn sách của Gatazo. Cô bẽn lẽn cho rằng nên tìm tình yêu cho nam chính để ông sống lại trong cảm giác hạnh phúc và sẽ viết hay hơn. Hatezama đương nhiên đồng ý với việc này vì khi ông bố bận yêu đương thì cô con gái sẽ được tự do để anh có thể thoải mái hẹn hò. Đang rửa bát dưới nhà nên Gatazo chỉ biết bọn trẻ trên lầu rất ồn ào chứ không nghĩ Misaki vừa tuyên bố tình nguyện khiến ông cảm nhận lại được tình yêu. Nam chính thoải mái trò chuyện với Hiroko về chuyện yêu đương.
Ông cho rằng cô nàng này quá dễ dãi trong việc chấp nhận tình cảm của người khác. Tình yêu không phải là việc mình sở hữu một người có tình cảm với mình mà là mình tìm được người mà mình không thể sống thiếu họ. Đang đến đoạn mùi mẫn thì anh chàng thích ăn trực thông báo ý tưởng viết chuyện về thời sinh viên của Gattazzo đã được thông qua. Tranh thủ lúc cả nhà đang chúc mừng ông bố gà trống, anh bôi hồng liền vào phòng Sakura để cảm nhận hương vị trinh nữ. Cô nàng vui vẻ kể chuyện Negoro thích Misaki nhưng giờ này Hatezama đâu còn bận tâm được đến ai khác. Anh quyết định chiếm lấy nụ hôn đầu tiên của bạn gái nhưng khi đôi môi còn chưa chạm thì nam chính đã đẩy cửa bước vào. Ông thông báo việc Ozaki sẽ đến ăn trực vào ngày mai đồng thời ném cho anh môi hồng cái nhìn đe dọa. Ngày hôm sau anh chàng ăn trực đến trong sự chào đón nồng nhiệt của cả nhà. Nhân lúc có cả đám bạn học đại học ở đây, Ozaki đề nghị mỗi người kể câu chuyện về thời sinh viên của Gattazzo để anh ta tập hợp tư liệu. Cả bọn liền nhiệt tình kể lại những điểm tốt của nam chính khiến Ozaki rất hài lòng. Kết thúc buổi gặp, Hatezama tranh thủ cơ hội ôm ấp và định đá lưỡi với Sakura. Vẫn như trước, cứ khi cặp đôi sắp thành công thì ông bố lại thình lình xuất hiện. Bên kia Negoro vội vã nắm lấy tay Misaki và nói lời tỏ tình. Cảnh này vừa hay bị Gattazzo thấy được, ông vội vàng tốc biến để đôi trẻ được tự do. Rất nhanh chóng ngày lễ trưởng thành đã đến nhưng Sakura lại bị sốt cao. Vốn dĩ vào lễ trưởng thành của mẹ cô nàng, bà đang mang thai nên không thể mặc được chiếc kimono truyền thống, vì vậy Gattazzo rất mong con gái sẽ mặc chiếc áo gia truyền này vào lễ trưởng thành. Nhưng giờ đây cô nàng lại ốm nên rất áy náy với bố, trái lại nam chính đã chủ động hủy lịch đến lễ trưởng thành của con gái. Vì với ông điều quan trọng nhất là sức khỏe của con chứ không phải bất cứ lịch trình lễ lạt nào. Điều này làm cô nàng mắt to hết sức xúc động, cô rơi nước mắt nói con yêu bố khiến nam chính cũng cảm động theo. Đến tối cả nhà quyết định tổ chức lễ trưởng thành ở nhà để chúc mừng cả đám bước sang tuổi 20. Tiệc tùng thì phải có bia rượu và trong hơi men Misaki đã chủ động hôn Gattazzo. Cảnh này lọt vào mắt Sakura nên cô nàng không được vui. Ở nhà anh ăn trực đang cùng nam chính ôn lại những kỷ niệm thú vị về trường đại học. Nhưng Misaki cũng có mặt và liên tục chen vào câu chuyện khiến buổi làm việc bị ngắt quãng. Bị đuổi ra ngoài, cô liền tuyên bố với Sakura rằng sẽ hỗ trợ nam chính trong thời gian ông viết chuyện. Vì quá bận tâm tới mối quan hệ của cô bạn ham tiền và bố mình nên cô nàng mắt to có thái độ rất khó chịu. Sau khi đuổi anh môi hồng ra khỏi bếp, cô nàng thẳng thắn hỏi Misaki về nụ hôn với bố mình. Cô gay gắt cảnh báo bạn thân rằng cô là con gái của Gattazzo và cô muốn biết mọi chuyện. Bị người yêu đối xử lạnh nhạt, Hatezama như mất hết sức sống. Trong khi Negoro đã hoàn thành luận văn và ngày càng vui vẻ vì các clip đang hút view thì anh môi hồng như người mất hồn. Trên bàn ăn các món Sakura nấu cũng trở nên khó ăn vì cô nàng thiếu tập trung khi nấu nướng. Thấy con gái bất thường, Gattazzo liền tới tâm sự tuổi hồng nhưng còn chưa kịp nói gì thì Misaki đã đến nhờ ông đi sửa máy tính. Thật ra cô nàng chỉ cố tình tạo cơ hội để đụng chạm ông bố gà trống mà thôi. Biết thế nên Sakura quyết tâm trở thành kỳ đà cản mũi cặp đôi cọc cạch này. Bên kia Hatezama tâm sự với Hiroko và Negoro về việc anh bị bạn gái bơ đẹp. Cho dù mọi người an ủi ra sao, anh môi hồng vẫn không lấy được chút niềm tin nào. Những món ăn dở tệ mà Sakura gửi cho bà đã khiến bà phát hiện gia đình có điều bất thường nên tìm đến tận nơi. Trong khi đó, Misaki chủ động tìm gặp Gattazzo rồi yêu cầu ông phải hứa sẽ cho mình đọc bản in đầu tiên của cuốn truyện mới. Hành động này khiến nam chính nhớ đến người vợ quá cố của mình vì cô cũng từng làm thế. Khi hai người về đến nhà mới phát hiện ra bà nội đã đến từ khi nào. Cô nàng ham tiền luôn tỏ ra vô tình khi thể hiện tình cảm với ông bố gà trống nhưng giờ đây Sakura cũng gay gắt đứng ra tuyên chiến. Sau bữa ăn, Hatezama cùng Hiroko rửa bát, cô nàng kể chuyện mình đã chia tay bạn trai làm anh môi hồng cho rằng anh ta cũng sắp rơi vào tình huống tương tự. Cùng lúc đó, anh TikTok mò vào phòng tạo sự thân thiết với Misaki, còn hai bà cháu Sakura lại bàn tán về cô nàng ham tiền. Bà nội nhận định Misaki hoàn toàn giống với mẹ ruột của nữ chính từ xuất thân tới tính cách. Thậm chí mẹ của Sakura cũng từng là gái hư sau đó thay đổi thành sinh viên đại học và gặp được Gattazzo. Bên kia Misaki thừa nhận với Negoro rằng cô cảm thấy nam chính không thích mình nhưng cô lại không thể từ bỏ. Về phía Hatezama và Hiroko vẫn đang tâm sự tuổi hồng, tìm cách tháo gỡ sự lạnh nhạt của nữ chính đối với anh môi hồng. Cô nàng thích nhảy nhót liền bày cho Hatezama phải mạnh dạn hơn để ép Sakura vào vòng tay mình. Anh chàng nhanh tay thực tập với cô bạn gái và cảnh này vô tình bị nữ chính cùng bà nội bắt gặp. Cô nàng hiểu lầm nên tức giận bỏ ra ngoài, thấy bạn gái giận dữ, Hatezama hớn hở ra mặt vì ít nhất cô không xem anh là người vô hình. Thấy thằng cháu rể tương lai ngày càng bất ổn, bà nội liền giải thích rằng Sakura không hề bơ anh mà chỉ đang lo lắng về bố mình và Misaki mà thôi. Bà cũng nói chuyện riêng với nữ chính và khẳng định việc Gattazzo đi học cùng con gái là vì di nguyện của vợ. Bởi trước đó nam chính từng bỏ học để viết văn, khi vợ lâm bệnh nặng đã nói rằng muốn ông tốt nghiệp đại học. Ông bố gà trống đã nghe được điều này và bây giờ ông đang thực hiện mong muốn đó của vợ. Những lời này của bà nội đã tháo gỡ được tâm trạng của Sakura, cô nàng vui vẻ trở lại khiến Gattazzo cũng rất phấn khởi. Sau khi bà nội về, một lần nữa Negoro bày trò tỏ tình với Misaki nhưng đương nhiên bị từ chối.
Hatezama cố tình gặp riêng nam chính để cảnh cáo ông đừng làm Sakura buồn. Thái độ này khiến ông bố gà trống ngơ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nhà mình. Lát sau, nữ chính chủ động nói lời xin lỗi với Hatezama. Động thái này khiến anh chàng mừng như chết đi sống lại. Anh lại nảy ra ý định hôn Sakura nhưng vẫn sợ ông bố sẽ thình lình xuất hiện. Lúc này cô nàng mắt to đã nhận ra tình yêu thì không nên bị ngăn cấm, cho dù đó là tình yêu của bố mình và Misaki. Cùng lúc đó, trong phòng của nam chính, cô nàng ham tiền đột ngột tiến tới ôm lấy ông. Cô bày tỏ tình cảm nhưng Gatazo đã dứt khoát từ chối cô nàng vì trong lòng ông vẫn hướng về người vợ quá cố. Thẹn quá hóa giận, Misaki liền buông Gatazo ra rồi bảo cháu bằng tuổi con gái chú nên những gì cháu nói chỉ là để trêu đùa mà thôi. Nói xong, cô nàng lạnh lùng bước ra ngoài thì gặp Sakura đã đứng hóng chuyện từ bao giờ. Từng khó chịu đối đầu với nhau nhưng giờ đây cả hai lại hết sức thân thiện. Họ nói lời xin lỗi nhau, bao nhiêu uất ức dồn nén đã trôi đi sạch, lại trở thành chị em tốt như chưa từng có chuyện trước đó. Mọi khúc mắc đã được hóa giải. Hôm sau, nữ chính làm một bữa cơm thật ngon để họ mở ra chặng đường mới. Bữa cơm diễn ra trong không khí tươi vui ấm cúng, không ai còn vướng bận gì trong lòng. Bộ phim phác họa chặng đường trưởng thành của hai thế hệ. Đối với thế hệ trẻ, trước ngưỡng cửa cuộc đời họ dễ dàng bị những thứ trước mắt làm lạc lối. Nếu không có sự bao dung, bảo bọc của bố mẹ và người thân chắc chắn sẽ dễ sa ngã. Còn với những người đã bước sang độ tuổi trung niên, những tưởng họ nắm bắt được vận mệnh của cuộc đời mình rồi nhưng thực tế họ vẫn có những lo toan, những mục tiêu và cả những nỗi đau chưa thể vượt qua. Hình ảnh ngôi trường đại học chỉ là phép ẩn dụ cho thấy tất cả chúng ta dù ở độ tuổi nào cũng cần có người đồng hành để sẻ chia, để hoàn thiện chính mình. Bộ phim nhắc nhở chúng ta hãy trân trọng những người xung quanh mình vì họ mới chính là người quan tâm, yêu thương chúng ta nhất.